Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu tiên trong năm mới 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, năm mới với nhiều thắng lợi mới. Thưa quý vị, tối qua ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Công viên 29 tháng 12, thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 123 năm đô thị Vĩnh Yên, chào đón Xuân Quý Mão 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Tham gia hội thi có 10 câu lạc bộ đại diện cho 126 câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, khiêu vũ đến từ các xã, phường, đơn vị trên địa bàn thành phố với 10 tiết mục dự thi, gồm các thể loại ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, mang chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ngợi ca quê hương Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trên đường đổi mới và phát triển. Các tiết mục mang âm hưởng của yếu tố dân gian kết hợp với hiện đại đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đặc biệt, những tiết mục dân vũ, khiêu vũ với những điệu nhảy uyển chuyển, trẻ trung, vô cùng sôi động do các diễn viên quần chúng thể hiện đã tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi, mang đến cho người xem những cảm xúc thăng hoa. Hội thi thực sự là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, gần gũi với hơi thở cuộc sống bởi những tiết mục được biểu diễn xuất phát từ tình yêu nghệ thuật, yêu văn hóa, văn nghệ, thích khiêu vũ của những diễn viên không chuyên, diễn viên quần chúng. Điều đó khẳng định phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố Vĩnh Yên hiện nay đã và đang được quan tâm đầu tư phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo các lứa tuổi, các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Vĩnh Yên trong chặng đường 123 năm xây dựng và phát triển, thu hút nhân dân và du khách đến với các tuyến phố đi bộ của thành phố, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho câu lạc bộ đến từ phường Ngô Quyền, trao các giải nhất, nhì, ba cho các tiết mục xuất sắc tham dự hội thi. Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo. Tại buổi diễn tập, với tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng 201 tầng 2 của khách sạn Tam Đảo, nguyên nhân cháy do chập hệ thống điện trong phòng. Do hệ thống báo cháy của khách sạn Tam Đảo đang trong thời gian sửa chữa nên không hoạt động và không có người ở trong phòng, nên đám cháy chưa được phát hiện sớm. Đám cháy ở trong nhà lại có nhiều chất dễ cháy nên nhanh chóng cháy lan sang các phòng khác trong không gian tầng 2 của khách sạn Tam Đảo. Tại thời điểm này, có tổng cộng khoảng 100 người đang làm việc và lưu trú trong tòa nhà khách sạn Tam Đảo. Tại buổi diễn tập, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của các đơn vị địa phương với nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được huy động để thực hiện các nội dung diễn tập theo kịch bản. Cuộc diễn tập đã diễn ra bám sát kế hoạch, tình huống với tinh thần trách nhiệm cao. Cơ chế thông tin chỉ huy điều hành diễn tập tình huống bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu về thời gian, kỹ thuật và chiến thuật. Quá trình diễn tập đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, công cụ, phương tiện tham gia diễn tập. Tổng kết diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo. Xác định tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng trong phát triển kinh tế, thời gian qua, thành phố Phúc Yên đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Năm 2022, tổng số dự án thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Phúc Yên là 32 dự án, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là trên 215 hectare, trong đó có 5 dự án trọng điểm, 10 dự án chuyển tiếp do Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ đầu tư, 17 dự án do sở, ngành làm chủ đầu tư. Đa phần các dự án khi bước vào triển khai thực hiện đều vướng khâu giải phóng mặt bằng. Để tháo gỡ nút thắt đó, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã tăng cường vào cuộc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ có đất thu hồi, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của thành phố, của tỉnh trong thu hồi đất. Tính đến thời điểm hiện tại,
thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 169 hecta, góp phần tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách, mà còn là tiền đề quan trọng để thành phố Phúc Yên phát triển toàn diện. Đến các vườn bưởi diễn những ngày này, hình ảnh dễ thấy nhất chính là những cây bưởi sai trĩu quả, vàng óng và được người dân đang tất bật thu hoạch bưởi để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đang tới gần. Đây là vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Chính Toàn, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên với hơn 150 gốc. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu tháng 12 âm lịch khi bưởi chín vàng là gia đình ông tổ chức thu hoạch phục vụ người dân đón Tết. Năm nay, thời tiết thuận lợi, bưởi được mùa nên vườn bưởi của gia đình ông Toàn thu được 6 đến 7.000 quả. Mình bắt đầu bán thì vẫn có những cái thông tin của khách những năm trước người ta dùng mà. Nhưng mà mọi người khách đến người ta thông tin cho nhau đến thì đối với vào nhà vườn thì cứ ăn bưởi thoải mái, thưởng thức xong là hợp lý thì mua. Mình cơ bản là người ta vào là người ta mua. Đấy. Mà cái số khách của những năm trước thì người ta vẫn trung thành nhà mình, hàng năm mình vẫn mua, cho nên là nhà mình cái hạ bưởi xuống thì nhận cái thông tin thì cái bán lặt vặt cái nhóm người mua 50, 100 là người ta cũng nhiều người mua. Với gần 1.000 gốc bưởi, gia đình chị Cao Thị Oanh là một trong những hộ trồng nhiều bưởi nhất tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. Những ngày này gia đình chị đang thu hoạch bưởi cho kịp thời vụ để bán cho khách lẻ, thương lái và các cửa hàng. Năm nay thời tiết thuận lợi, bưởi sai nhưng giá cả năm nay thấp hơn năm ngoái. Mà bưởi bây giờ là bán 14-15.000 một quả. Nhưng mà gọi là thương lái đến mua năm nay là rất là chậm. Trên địa bàn xã Liên Châu, huyện Yên Lạc có gần 20 hộ trồng bưởi với tổng diện tích hơn 10 hecta. Năm nay, đa số các hộ dân trồng bưởi trên địa bàn đều được mùa và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương. Hiệu quả của cây bưởi trong giai đoạn này là chúng tôi đánh giá là tương đối cao, đạt từ 400 đến 500 triệu trên hecta. Để phát triển cây bưởi bền vững hơn thì trong thời gian tới chúng tôi định hướng cho bà con nông dân tiếp tục chuyên canh cây bưởi nguồn gốc để thực hiện cái việc phát triển cây bưởi sản phẩm theo cái nhãn hiệu OCOP. Bưởi diễn luôn được các khách hàng săn lùng mỗi khi Tết đến xuân về, và đây cũng là thứ quả càng để lâu càng ngon, ngọt, nên hiện nay đã có nhiều gia đình đặt mua bưởi diễn sử dụng trong dịp Tết. Trong năm 2022, lực lượng Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc đã không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, triển khai hiệu quả công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ công trình giao thông và hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ các công trình giao thông, siết chặt hoạt động vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông. Để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ đầu năm, lực lượng Thanh tra Giao thông đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, mở nhiều đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông. Trọng tâm là tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình trên giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, không để bỏ trống tuyến, trống địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Nhờ đó, trong năm 2022, Thanh tra Giao thông đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp thanh tra, kiểm tra và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, lực lượng Thanh tra Giao thông đã ban hành quyết định xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm, tải trọng, cơi nới thành thùng, vương vãi vật liệu trong quá trình lưu thông với số tiền 4,6 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hiệu kinh doanh vận tải đối với 250 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương, thực hiện nhiều đợt xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, góp phần kéo giảm vi phạm cũng như giảm tai nạn giao thông.